Cải lương là một lối hát tuồng cách tân được phát triển vào đầu thế kỷ 20, kết hợp giữa đối thoại bằng giọng bình thường với những lời ca theo giai điệu truyền thống miền Nam Việt Nam. Cải lương Hồ Quảng hiện nay được gọi là cải lương tuồng cổ, cũng là cải lương nhưng tuồng tích dựa vào những tuồng cổ mà thường là tuồng cổ Trung Hoa. Viết tuồng, luyện tập, quay video chính thức, công diễn, đây là những điều mà các bạn trẻ trong câu lạc bộ tuồng cổ Minh Quân vẫn đều đặn thực hiện trong suốt hơn 2 năm nay để thỏa mãn niềm đam mê đặc biệt với cải lương tuồng cổ. Công Bình là giáo viên dạy tiếng Anh, đi dạy được vài năm thì nhận ra mỗi ngày của mình trôi qua như thiếu vắng điều gì đó và chưa tìm thấy được niềm vui thật sự. Thế là thầy giáo trẻ lên mạng tìm các câu lạc bộ sinh hoạt cải lương để đi xem, nhưng lúc đó ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có bất kỳ một câu lạc bộ cải lương Hồ Quảng nào nên anh quyết định thành lập câu lạc bộ tuồng cổ Minh Quân để tập hợp những bạn trẻ có cùng đam mê với mình. Thì bình thường thì các bạn vẫn đi diễn ở những cái tụ điểm hay là những cái cơ sở hoặc là những cái chỗ đình hay là sân khấu. Xong rồi câu lạc bộ thì là cứ 3 tháng sẽ tập trung các bạn một lần để làm một cái show, để là làm show kỷ niệm. Chi phí để hoạt động thì cũng không khó khăn do là các bạn đã có cái việc làm riêng bên cạnh cái đam mê này. Xuất thân là người miền Tây nên niềm đam mê với cải lương tuồng cổ đã ăn sâu vào cô gái trẻ Nguyễn Bình Yến Ngân. Tuy không được học bài bản nhưng với niềm đam mê này, Yến Ngân đã tự mày mò học hỏi từ bạn bè, mạng internet để tự viết nên những vở tuồng trích đoạn cho câu lạc bộ. Do không có theo trường lớp á, cho nên là khi viết mình sẽ không biết được cái nhịp của bài, cho nên là rất khó để viết. Nhưng mà mình nghe beat xong rồi mình sẽ tự cảm âm rồi mình viết xong rồi mình sẽ gửi cho các anh chị hoặc là các thầy đờn để nhờ họ xem lại. Nếu mà mấy anh nói là hát được thì mình sẽ không sửa, còn nếu mà mấy anh nói là hát chưa được thì mình sửa cho đến khi nào thuận miệng để hát thì thôi. Hiện nay cứ mỗi lần nhớ sân khấu, các thành viên trong câu lạc bộ lại góp mỗi người một ít tiền và thuê quán cà phê để diễn cho khán giả xem miễn phí. Mỗi lần như vậy, Ngân lại viết một kịch bản mới, và nếu trích đoạn đó nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, Yến Ngân sẽ phát triển thành trọn tuồng. Những trích đoạn ngắn và ít vũ đạo, các bạn trong câu lạc bộ sẽ tự chỉ nhau, còn để diễn trọn một tuồng thì phải nhờ đến những diễn viên trẻ tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh về dựng và hỗ trợ vũ đạo cho nhóm. Và tất cả mọi chi phí từ quá trình tập luyện, thuê trang phục, địa điểm đều do các thành viên trong câu lạc bộ góp lại. Các bạn trẻ bây giờ hiện tại là có rất nhiều thú vui bên cạnh cải lương, giống như là phim nè, kịch nè, ca nhạc nè. Cho dân cho nên là nhiều bạn á, cảm thấy cải lương bây giờ nó là một cái gì đó nó xa xưa, tại vì cải lương thường sẽ dùng những từ cổ ngữ mà giới trẻ bây giờ thì nhiều khi là ít dùng, cho nên nghe lại không hiểu rồi không cảm được thì sẽ không thích. Cho nên là mình cố gắng, mình viết, mình đưa cái mới, mình đưa cái tư tưởng mới để các bạn vừa có thể hiểu được những cái nhân vật đó đang nói cái gì, mà bên cạnh đó mình vẫn phải giữ được một nét truyền thống của cải lương. Khi mình viết một từ Hán Việt thì mình sẽ kèm thêm một từ thuần Việt để giải nghĩa. Đương nhiên là câu lạc bộ nào cũng mong muốn là được nhiều người biết tới, cũng như là nhiều bạn trẻ mà có cùng đam mê hay là những cái anh chị hay là cô chú nào đam mê thì cũng có thể tìm tới câu lạc bộ. Mình cũng thấy là giới trẻ cũng đã bắt đầu quay lại với cải lương, cho nên là mình cũng định duy trì cái câu lạc bộ này được lúc nào hay lúc đó. Giờ đây, với các bạn trẻ ở câu lạc bộ tuồng cổ Minh Quân, cải lương không chỉ là niềm đam mê vui sống mỗi ngày, mà hơn thế, họ còn mong muốn lan tỏa tình yêu cải lương cũng như những loại hình nghệ thuật xưa cổ đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa.